Khởi con người, hãy nói tiên tri nghịch cục gốc và bảo nó rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi gốc, vua của Rosa, Mesir và Tuban, này ta sẽ nghịch cùng ngươi, ta sẽ quay ngươi lại và ta sẽ dẫn ngươi đi và khiến ngươi đến từ phía cực bắc và đem ngươi lên trên núi của Israel. Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu. Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Israel, ngươi và mọi động binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt và cho loài thú độc rút đi, nhưng ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng vì ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ ta sẽ sai lửa xuống trên ba gốc và trên những kẻ ở yên ổn nơi các cù lao, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ tỏ danh thánh của ta ra giữa Israel và ta không để cho nó phạm để danh thánh ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, là đấng thánh của Israel. Sự ái đến và sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy, ái là ngày mà ta đã rao. Bây giờ những dân cư của thành của Israel sẽ đi ra, đặng đốt và phó cho lửa những khí giới, những thủng và lớn và nhỏ, những cung và tay, những giáo và sào. Chúng nó đem chùm lửa được 7 năm. Chúng nó sẽ không tìm củi trong đồng, không đốn củi trong rừng, vì lấy khí giới mà chùm lửa. Chúng nó sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ xảy trong những ngày đó, ta sẽ cho gót một chỗ trống tại Israel trong đồng trũng của những người qua lại về phương đông biển, và chỗ trống đó sẽ ngang đường của khách bộ hành ái tại đó. Người ta sẽ cho gót và cải dân nó, và người ta sẽ gọi đồng trũng ái là đồng trũng của đặng gót. Nhà Israel sẽ phải mất 7 tháng để cho chúng nó hào cho làm sạch trong đất, hết thảy dân cư trong đất sẽ cho chúng nó, và ái sẽ là một Ngài ngày danh danh tiếng tiếng tại cho dân dân và và ngài ngày của mà ta ta sẽ sẽ được được vinh vinh hiển. hiển. Chúa Giê-hô-va phán vậy, chúng nó sẽ cắt những người hằng đi tù trong đất, và với những người đó sẽ có người trông những thai còn lại trên mặt đất để làm cho sạch. Qua khẩu 7 tháng họ sẽ đi tìm kiếm, vậy nếu họ đi tù trong đất thấy những xương người ta thì dựng tiêu chí một bên cho đến chừng nào những kẻ trông đã trâu những xương ái trong đồng trũng của đoạn gốc. Cũng sẽ có một thành được gọi tên là đảng ấy, người ta sẽ làm sạch trong đất như vậy. Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hãy nói cùng cả loài chim và hãy thảy các loài thú đồng rằng hãy nhóm lại, hãy từ bốn phương đến vì một của lễ mà ta sẽ dọn cho bay, tức là một của lễ lớn trên các núi Israel, để bay được ăn thịt và uống huyết. Bay sẽ ăn thịt của người mạnh bạo, uống huyết của các quan trưởng trong thiên hạ, những chiến đực, chiến con, dê đực và bò đực mặt của ba sang. Bay sẽ ăn mỡ cho no, uống huyết cho say, trong hy sinh mà ta giết cho bay nơi bàn ta. Bay sẽ ăn no những ngựa và xe chọn, những người mạnh bạo và lính chiến. Chúa Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ tỏ sự vinh hiển ta ra các nước, hết thảy các dân tộc sẽ thấy sự sắc đón ta làm ra, và tay ta đặt trên chúng nó. Từ ngày đó về sau, nhà Israel sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, Chúa trời của mình. Bây giờ các dân tộc sẽ biết rằng nhà Israel đã bị đem đi làm phu tù vì cớ tội lỗi nó, vì cớ nó đã phạm tội nghịch cùng ta. Ấy vì vậy mà ta giấu mặt ta khỏi chúng nó, mà ta đã phó chúng nó trong tay những kẻ nghịch thù, và chúng nó sẽ chết hết thảy bởi gươm, và ta đãi chúng nó như vậy vì cớ sự ô uế và tội ác chúng nó, và ta sẽ che mặt khỏi chúng nó. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy, này ta sẽ đem những kẻ phu tù của Gia-cốp trở về, ta sẽ thương xót cả nhà Israel, và vì danh thánh mà ta đã nổi gan, chúng nó sẽ mang xấu hổ và mắc tội lỗi về mọi tội lỗi mà chúng nó đã phạm nghịch cùng ta, vì chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, trong không lo sợ ai hết. Và khi ta sẽ đem chúng nó về từ giữa các dân và thâu lại khỏi các đất của kẻ thù chúng nó, thì ta sẽ được tỏ ra thánh bởi chúng nó ở trước mặt nhiều nước. Chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mình. Và khi ta đã dạy chúng nó làm phu tù giữa các nước và đã thâu chúng nó lại đến đất của mình, chẳng để sót một kẻ nào ở đó, ta sẽ không che mặt khỏi chúng nó nữa, vì ta sẽ đổ thân ta cho nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Amen, Amen. Hallelujah. Thưa Chúa. Các dân tộc, đặc biệt là cầu nguyện cho Israel, cho Ukraine, vì đã từng là cái nôi của tin lành, vương quốc Chúa Trời và hiện vẫn còn đang
được gọi là cái nôi của tin mừng vương quốc Chúa Ukraine. Vậy thì thế này, Chúa cho chúng ta thấy sự phán xét của Chúa trên Babylon, trên các vua Russia, vua Nga, các vua của cộng sản, các vua của độc tài, phát xít, của giáo, mà đang chống lại quân của Chúa. Dân của Chúa là bị bắt làm phu tù, bị phạt bởi vì cớ sự gian ác của mình, đã chối bỏ tin lành Đức Trời. Hội thánh của Chúa đã sa đọa đến nỗi mà Đức Chúa Trời phải phó trong tay dân ngoại để bị diệt đi. Lịch sử luôn lặp lại những điều đó, bởi vì bọn lãnh đạo gian ác, những nền thần học bậy bạ, dối trá, dâm loạn đã đưa vào trong các hội thánh. Các lãnh đạo gian ác, các lãnh đạo gian dâm ô uế luôn tuồng, các lãnh đạo mà thờ thần tượng nhu nhược, hèn nhát, luôn cúi tà quyền cộng sản, luôn cúi ma quỷ, luôn cúi thế gian, tham tiền, đủ các loại mất dạy khác, nên nó mới mở cửa đưa những cái giáo lý bẩn thỉu đấy vào trong hội thánh của Chúa. Đến nỗi mà trong sách Khải Huyền ấy, Chúa phán với hội thánh của Chúa thì rất nhiều cái Chúa phán, ví dụ như nơi của ngươi ở là ngôi của quỷ Satan, ngươi mang tiếng sống mà là chết. Các quốc gia ấy bị bại hoại, bị đánh, nhưng Chúa vẫn thương xót quốc gia là dân tộc đó, bởi vì có người thực sự là đứng cầu thay. Người cầu thay đây không phải những người cầu nguyện bình thường đâu, mà người đó nhận trách nhiệm lên mình về tất cả các lĩnh vực xã hội. Nhận trách nhiệm là gì? Nhận trách nhiệm không phải là tôi cầu nguyện tôi nhận trách nhiệm thế đâu, mà tôi nhận trách nhiệm tức là tôi có chương trình kế hoạch của Chúa Trời cho tất cả các lĩnh vực quốc gia dân tộc. Amen. Cách làm việc con người mới, cách công nghệ làm người để sản xuất ra những con người để đứng vững ở trong tất cả các lĩnh vực tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, phòng, tất cả các lĩnh vực đó, tôi có công nghệ để làm điều đó, để làm cho quốc gia thành văn minh cường thịnh. Đấy mới là gọi là trụ cột của nước trời, đấy mới là trụ cột của quốc gia, đấy mới gọi là người mà đứng ở nơi đổ nát. Người đứng nơi đổ nát là cái người mà vững chắc ở trong mọi sự, người thạnh nộ của Chúa giáng trên đầu người đấy, sự phán xét của Chúa giáng trên người đấy, mà người vẫn bình an vô sự, bởi vì người đã được tái sinh rồi và người trưởng thành đến cái bậc mà ít nhất là trai trẻ đã thắng ma quỷ vì lời Chúa cho họ, hơn nữa đó là trở thành những người gì ạ, phụ lão, biết đấng từ lúc có ban đầu, biết tất cả bản chất mọi sự đầu tiên bắt đầu từ đâu, diễn biến thế nào và cuối cùng như thế nào sẽ phải kết thúc. Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đang dùng chúng ta làm việc đó như đức phụ lão để biết được bản chất của các cuộc chiến, biết nó diễn ra sao và kết thúc ra sao. Và Kinh Thánh Chúa đã khẳng định trong Ê-xê-chiêl 39 mà chúng ta vừa đọc đó, để thấy rằng sự thảm bại của quân Nga, thảm bại của quân Hồi giáo, thảm bại của kẻ thù của dân Israel, của kẻ thù của linh hồn con người ở trên quốc gia dân tộc đó là sao. Người ta mất 7 năm đó để mà sao đốt các khí tài quân sự của chúng trên lãnh thổ của ví dụ của Ukraine, người ta mất 7 tháng để làm sạch các lính chiến của quân Nga và đồng minh của nó trên lãnh thổ Ukraine. Điều đó chúng ta đã nhận được sao trước cuộc chiến Ukraine Nga 1 tháng 3 ngày. Amen. Thì em xem lại cái bài cầu nguyện từ ngày mùng 21, ngày 21 tháng 1 năm 2022, trước khi cuộc chiến nổ ra, thì chúng ta đã có cái lời cầu nguyện tiên tri rồi. Tạ ơn Chúa vì là thần cầu nguyện này siêu phước của thần tiên tri của Chúa cho chúng ta, vì hội thánh chúng ta hội thánh sứ đồ tiên tri mà, hội thánh đập lên cho hội thánh khác, chúng ta gọi là hoa hậu sủng ái của Chúa Trời, để mà dựng lên các trụ cột nước trời, các trụ trong đền thờ Đức Chúa Trời, để chuẩn bị cho Chúa dân sẵn lòng. Và các quốc gia, các dân tộc đó đứng được là nhờ chúng ta. Chúng ta phải nhận thức điều đó. Tạ ơn Chúa, nhiều anh chị em trung thành đã nhận thức điều đó. Còn những kẻ phản loạn, kẻ gia dâm ô uế vu khống, những kẻ mà phạm thượng, chống nghịch kẻ thánh linh của Đức Chúa Trời thì đã bị Chúa loại ra khỏi nhà của Chúa rồi. Ở trong quốc trời đọc tổng và thần nước trời, trong hội thánh sự thường cho Thiên Chúa đã bị loại ra kẻ gian ác đó. Mặc dù chúng đã cùng với chúng ta một thời gian, nhưng mà nếu mà chúng còn làm đấy thì linh hồn của chúng và nhiều người trong chúng cứ mất nữa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúng ta có thể thương xót họ, nhưng Đức Chúa Trời còn thương xót họ hơn chúng ta, anh chị em ạ. Cái cách từ Đức Chúa Trời làm đấy nó rất là triệt để cho những kẻ ở đó nó phải run sợ, cái ác phải run sợ. Và chúng ta được Chúa dùng như là búa khi đánh giặc trong tay của Chúa để phá tan các dân dưới các nước, như trong sách Dân Đi đoạn 51 từ câu 20 trở đi. Ở trong đây chúng ta cũng nhìn thấy đấy, Chúa về để cho dân ngoại ấy, quân Nga, quân Cộng sản ấy, quân Hồi giáo ấy, tấn công, và thậm chí là có phần là nó thắng được một phần một giai đoạn nào đó quân của đoàn quân của Chúa. Và Chúa thức tỉnh những cái người cầu nguyện thực sự của Chúa để hội thánh của Chúa về ăn năn.
Và cuộc chiến này như chúng ta đã tiên tri đấy, nó 3 năm, ít nhất đấy anh nhạc 3 năm, tức là 3 năm là sao, là Ukraine trong bụi cám, zona trong bụi cám 3 ngày 3 đêm, phải nói ra đến ngày thứ ba mới được nhả ra. Thì cũng vậy thôi, Ukraine đến ngày thứ ba, đến năm thứ ba này này là rất hy vọng là các hội thánh của Chúa bắt đầu mới tỉnh thức ra để biết cái sứ mạng mà Ukraine được gọi là cái nôi của tin mừng vương quốc của Chúa Trời. Như Ukraine đã gian dâm, đã hội thánh Ukraine đã gian dâm, đã đi theo nền thần học Babylon bệnh hoạn, để quay trở lại chỉ có cầu nguyện đuổi quỷ trừ tà, phép lạ thịnh vượng đi lành cứu rỗi cho một kép đó thôi, mà bỏ đi cái sự kêu gọi lớn của Chúa là tin lành vương quốc của Đức Chúa Trời. Thành ra là Ukraine bị thảm hại như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy, các thành phố bị tơi bời, rồi bây giờ các mặt trận miền Đông, mặt trận miền Bắc, mặt trận miền Nam, quân Nga đánh chiếm tan tác ở trong mọi nơi đấy. Ukraine nhiều tháng trời là không có vũ khí để đánh và bị thiệt hại khí tài, thiệt hại về lính khá nhiều, gần bằng quân của gần bằng Nga, tất Nga thiệt hại của Nga nó toàn gấp khoảng gấp gấp đôi, gấp 3 lần thiệt hại của quân Ukraine thôi, thậm chí gấp hàng chục lần. Với nó tấn công mà Ukraine lượng dân ít hơn nhiều, quân ít hơn nhiều, không có tổng động viên, chưa có cái nhập ngũ gì cả, như là ở quân Nga. Quân Nga nó động viên rất nhiều, huy động rất nhiều lính, rồi lính đánh thuê ở các nơi tới đó phải đánh đó. Nhưng mà nó vẫn không địch nổi được quân Ukraine, mà quân Nga bị thiếu vũ khí thì lạc hậu, khí tài quân sự thì lạc hậu, toàn đồ bỏ đi của phương Tây thôi, là những cái nơi bãi rác vũ khí của quân của phương Tây vậy. Nhưng mà có còn hơn không, và quân Ukraine tinh thần chiến đấu cũng tốt để mà triệt xạ quân Nga. Mặc dù những ngày gần đây là quân Nga nó tuyên truyền, của anh tuyên truyền nó nói quân Ukraine xuống tinh thần chiến đấu đủ đủ mọi thứ đấy. Thế nhưng mà kể cả quân Nga nó nói thế nào cho nữa thì sao, nó vẫn bị thảm hại. Đấy, như những điều chúng ta cầu nguyện ấy, rơi bom vẫn rơi vào đầu chúng nó, những cái máy bay ném những bom mà bom siêu bom đó, trực tiếp đấy, cần 500, 1.000, 1.500 hoặc là 3.000 kg thuốc nổ đấy, để tàn phá các công sự của các vị trí phòng thủ của quân Ukraine ấy. Thì nhiều quả bom nó rơi vào đầu chính quân Nga luôn, như chúng ta cầu nguyện. Nhiều máy bay nó tự nổ, tự vỡ, như chúng ta cầu nguyện đấy. Thì hạm đội Biển Đen ấy bị quét sạch, gần như sạch ở Crimea, thì Crimea bị tấn công rất nhiều. Những điều chúng ta cầu nguyện nó như vậy, mà người ta mất 7 năm ấy để mà hủy phá các vũ khí tài quân sự của quân Nga, người ta mất 7 tháng để chôn vùi các tử sĩ của quân Nga, và Ukraine phản bội nó, trong đó có cả cái hai mấy cái nước Cộng hòa tự xưng đấy, và cùng với cả một cái số quân Ukraine phản bội nữa. Nói chung là hội phản bội ấy bao giờ cũng bị chuốc một cái tai họa kinh khủng, chúng ta biết rồi. Hội phản bội ấy, Absalom, hội phản bội như là Lucifer, như là Judas Iscariot ấy, nó phản Chúa, phản thầy của mình, phản quốc gia, phản quốc ấy, thì nó đều có chút những tai họa kinh khủng cả. Đấy là quy luật rồi. Thương xót thì vẫn thương xót, nhưng mà Đức Chúa Trời ngày làm thì vẫn làm. Đấy, khi cái sự phán xét của Chúa đến trên quân phản bội đấy, nếu nó không ăn năn đấy thì sao ạ, thì nó sẽ hư mất, nó vào nhà trắng nó bị hư mất thôi. Nguyện cầu nguyện này sẽ ơn phước của Chúa đổ chúng ta. Shakadaba Uroso, để khi quân Ukraine, quân Israel ấy, sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình. Và cả đoạn kinh thánh Ê-xê-chiên 39 mà chúng ta vừa đọc ấy, chúng ta cầu nguyện theo đoạn đấy đi nhá. Hallelujah, và nhiều đoạn kinh thánh khác mà Chúa bày tỏ đấy, qua cái lời cầu nguyện chúng ta toàn lời kinh thánh cả. Amen, lạy Thiên Chúa. Cảm tạ Shakadabara Chúa. sakadabudu shofadabudu. Tiếp tục đi anh chị em. Hallelujah. Chúng ta ra lệnh cả trời đất phải nghe chúng ta mà. Cả trời đất phải nghe. Shakadabudu uru sokadabudu yura Amen, hallelujah. Cái lời Chúa đã trả sakadabudu con sao? uru. Trời cảm ngài rất nhiều sao? Ngài cho con thấy được trời ô những cái gọi là sự phán xét của ngài sẽ đến trên tất cả các dân các nước chơi ôi để rồi ngài lập lại trật tự của ngài sao ngài đặt để sao để khiến cho dân của ngài sẽ phải được nổi lên sao và kẻ thù của dân chúa sao sẽ phải bị gọi là bị chúa phán xét sao và nhận lấy ô cái án phạt của mình cho nếu mà không chịu ăn năn sao ôi cảm ngài rất nhiều sao vì ngài cho ông con thấy được cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đây cha không phải đây là cuộc chiến đơn giản giữa các quốc gia với nhau cha mà đây là cuộc chiến mà mà Satan cha muốn gọi là trừ diệt cái hạt giống tiên lành nước trời ở Urina sao? Ô nhưng mà cảm ngài rất nhiều sao? Vì Urina sao có những con người đã gọi là
nhận lấy trách nhiệm cho dân tộc, chà, ôi, những con người như sứ đồ trưởng Senna Elisa, chà, và hậu thánh God Embassy, chà, để rồi những con người đó, chà, họ nhận lấy trách nhiệm cho dân tộc của mình, chà, nhờ vào đó mà họ vẫn gọi là Chúa, chà, ngài vẫn còn sự thương xót trên gọi là Urena, sẽ để rằng họ có cơ hội ăn năn, sẽ ăn năn về các để cho các hậu thánh của Chúa, cho các con cái của ngài sẽ ăn năn về việc đã chối bỏ tiên lành nước trời, sẽ ăn năn về việc đã không nhận lấy tiên lành nước trời mà vẫn chạy theo gọi là cái đền thờ cũ, sẽ ok sự rau giảng cũ kỹ của Babylon, nó trà trộn vào thánh để cho người ta trở nên gọi là ham mấy gọi là những cái sự cứu rỗi trong mặt kép và những cái sự giàu sang phú quý đời này sao, nhưng mà không nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và chương trình của Đức Chúa Trời, đó là ngài mong muốn cho tin lành nước trời Pharaoh hắn khắp đất chào thì sự cuối cùng với đấy trời. Ôn cảm ngài rất nhiều sao con nguyện rồi, ô sự phán xét, ô sự gọi là cáo trách của ngài sẽ như tất cả hậu thánh Urina sẽ đi họ ở trong một cá 3 ngày 3 đêm đấy chào, và đây là cái ngày thứ ba rồi sao con nguyện rồi, ô họ họ sớm gọi là nhận biết được ý muốn của Chúa trên đời sống của mình sao, ô lời Chúa đã phán sao, ô tất cả những gì ngài đã phán ra sao, ô nên con nguyện để rồi những con người này sao họ họ phải gọi là ô được tỉnh thức sao, được Chúa đồng chạm trải qua cuộc chiến này sao, ngài thương ai sao, ngài cho đau cho vọng sao, ô cảm ngài rất nhiều sao, ô và con nguyện sao, ô phán xét của ngài sao đến cho ô sẽ trên cộng sản phát xít ngài sao để rồi ô dân Chúa sao, ô vì Chúa cho ngài có cái cách thức của ngài sao, ngài luôn luôn là người chiến thắng sao, ngài có cách thức của ngài để đưa quân gọi là Nga sao, phát xít Nga sao và tất cả những cái kẻ mà đi theo nó sao vào trong núi thánh của Israel của ngài sao, để ở nơi đó sao nó sẽ bị diệt sao, nó sẽ bị cắt hết tất cả gọi là khí tài của nó cho tất cả những cái vũ khí của nó sẽ bị hủy diệt hết cho tất cả những cái đoạn dược của nó cho tất cả những cái súng ống của nó sẽ tan dốc của nó cho máy bay sao tất cả những drone cho cô nguyện rồi sự phán xét của ngài sao ngài đập nát tan hết tất cả gì đó sao, vì tất cả những cái cung của nó nhờ sao và những cái giá của nó dựa cho để rồi sẽ bị tan nát hết sao, sẽ bị phá hủy hết sao, để tất cả những cái loại khí giáp khí tài đó sao nó gọi là hư hỏng hết sao, và nhất là những cái bom đạn sao nó sẽ rơi chính vào trên đầu kẻ dữ sao, rơi chính vào trên đầu những cái kẻ gian ác đó, như gọi là dùng cụ gọi là đánh gọi là gian ác để cho thấy ma quỷ nó dụ dỗ và đánh giết hậu thánh của Chúa, sẽ đánh giết ô dòng chảy nước trời cho cầu nguyện để đầu ô ngài gọi là cho cầu nguyện cho cái gọi là tình yêu thương của ngài huyết của ngài và bao phủ những người lính ở ô Nga sẽ để đầu nếu mà trong cái giai đoạn cuối cùng cho đời sống họ sẽ biết kêu cầu Chúa sẽ thì họ được thương xót cho cầu nguyện cho linh hồn của họ sẽ ô nhưng mà để sự công bằng của ngài sao ô thì cứ gọi là cái sự phán xét của ngài vẫn gọi là tình độ của ngài sao vẫn đến trên tất cả những đạo quân của cộng sản phát xít Nga sao và tất cả những kẻ đi theo nó sao cũng cảm ngài rất nhiều sao và ngài đã phán sao ô, người ta sẽ phải mất 7 năm sao để rồi phải dọn tất cả những cái vũ khí khí tài sao người ta sẽ phải mất 7 tháng sao để rồi đem xác của tất cả các quân thù sao, của Israel của Jerusalem của ngài sao bị chôn phải chôn sao con cảm ngài sao ô cầu nguyện rồi ô sự phán xét của ngài đến sao ngài làm sạch cho ngài làm sạch cho ô ngài và cái sự phán xét của ngài sẽ lan tỏa ra khắp nơi sao ngài đập luôn cái gọi là chục ma quỷ sao của cộng sản phát xít Nga và các nhà nước Amen. Hồi giáo và nhà nước cộng sản sao Triều Tiên cộng sản Trung Quốc cộng sản Việt Nam sao cầu nguyện đập nát chành nát nó sao để Amen. đầu không còn gọi là cái sự gian ác Alo. độc tài sao sẽ bị Dạ, nói chung khỏi là cũng đất này sao con Amen. cảm ngài rất nhiều sao cho cô cầu nguyện đầu ô ngài hướng dẫn tất cả gọi là những con người mà yêu mến lẽ thật của ngài sao những con người Chúa sử dụng sao những cái con người mà hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời sao hiểu biết được chương trình của ngài sao hiểu biết được Đức Chúa Jesus có từ ban đầu sao để bày tỏ cho ông con biết sao để cho ông con hiểu biết được tất cả những chương trình của ngài sao vì và vì một trong những cái điều mà Chúa mong muốn sao là con cái của Chúa phải hiểu biết ý muốn của ngài hiểu biết đường lối của ngài sao để được thực hiện sao vì sự khôn ngoan sao đó là nhìn Đức Chúa Trời làm gì và làm theo sao con cảm ngài rất nhiều vì những cái sự dạy dỗ nền tảng về sứ đồ tiên tri sao để đâu nhờ vào đó mà chúng con biết ý muốn của ngài biết đường lối của ngài sao và ông con bước đi theo những con người mà dẫn đường cho bước đi theo những con người mà đang cầm đầu mà con người mà Chúa đặt để trên đời sống con sao để rồi chúng con đánh trận sao chúng con hiệp nhất với nhau sao để đập phá hết tất cả gọi là cái sự gian ác sao để xây dựng lại sao ô ngài đặt để chúng con làm miệng của ngài sao để đặng phá đặng diệt sao đặng nhổ đặng trồng sao ô cùng cảm ngài rất nhiều sao cô nguyện rồi ô có sự phán xét của ngài đến cho đến đầu nhà và đó sao Urena sao sẽ được
gọi là được Chúa ở cùng, sợ Ngài sẽ ban đa giải thưởng, gọi là cái sự mạnh sức của Ngài trên họ, cho ở cùng vậy, cho gọi là khi mà các hội thánh của Chúa cho họ sẽ hiểu ra sao về cái hạt giống tin lành nước trời sao, và dân tộc Ukraine sao họ sẽ biết được sao họ là dân tộc mà được Chúa chọn sao, nên họ làm cái nôi tiên lành nước trời sao ô, và họ sẽ xây dựng lại đất nước của mình sao một cách tuyệt vời sao, xây dựng đất nước của mình sao, để rồi lúc đó sao tất cả những cái thù sẽ phải mà run sợ sao, tất cả những cái gian ác sao phải thấy mà gọi là dàn lòng mình lại sao, để rồi biết mà ăn năn sao, biết mà thay đổi đời sống của mình sao, để không chịu chung số phận với những cái kẻ gian ác sao, để chung số phận với Babylon sao, tất cả những cái kẻ mà buôn bán ở Babylon sao, tất cả những kẻ đã gọi là được lợi ở nơi Babylon sao, sẽ thấy Babylon nghiêng đổ sụp đổ mà hoảng sợ sao, để đầu không muốn gọi là làm ăn gì ba, không không muốn liên để đầu giả hại mà từ bỏ tất cả các loại chạy ra khỏi Babylon sao, để cứu lấy linh hồn của mình sao, con cảm ngài rất nhiều sao, ô cầu nguyện sự phán xét của ngài sao, để đầu ngài đến sao trên đất nước Việt Nam cầu sao, con cảm ngài rất nhiều vậy, ô ngài đã đặt điểm cầu sao, sự phán xét của ngài khởi từ chính hậu thánh cũng cầu sao, khởi từ ô tất cả gọi là sao ngài có cách thức của ngài sao, để nhóm tất cả những kẻ gian ác sao thành một trong cái bó lúa của ngài sao, để đầu ngày dè đạp cho ngày dè đạp tất cả những người kẻ đó chơi, để đầu ngày rút ra những linh hồn sẽ rút ra những con người mà yêu mến lãnh thật của ngài sao, để trong những con người đó chơi câu đào tạo ra những cái chiến binh của ngài sao, sẽ là những con người mà xây dựng lại đất nước Việt Nam cầu sao, cảm ơn rất nhiều sao, vô cùng sự phán xét của ngài hãy đến sao để đầu trong ngày thịnh nộ của ngài rằng người công nguồn khẩu húng chi là người thành công nguyện mà sẽ để đầu ngành đập nát chạy nát từ ngày khiến cho và chúng con tán tất cả các núi sao ở cây gậy sắt ra để còn đập bể chúng nó sao, đập nát cộng sản Francisco Việt Nam sẽ đập nát tất cả gọi là những cái băng lỗ mafia tàu biển xa, để đầu cũng còn diệt trừ tất cả sự gian ác này, chờ cũng còn cứu lấy linh hồn của 5 triệu đảng viên xa, và chúng con xin ngài hãy hướng dẫn cho đầu siêu đường chúng con gọi là những con cái của Đức Chúa Trời, cho những con người yêu mến lẽ thật của ngài, chúng con gọi là được ngài sử dụng cho để xây dựng đất nước Việt Nam con xa, với cái chương trình tương lai cho Việt Nam, cho nhờ đó chúng con xây dựng được một quốc gia xa và được một phấn hưng và phục hưng xa, để đầu quốc gia của đất nước Việt Nam không thật sự là cái ao thương xót của ngài sao, qua đất nước cầu sao mà nhiều quốc gia sẽ thấy được sự thương xót của Chúa mà đến cho mà học cho để nào cũng nhận được cái cũng cảm ngài rất nhiều số còn sợ cầu nguyện rồi ô không chỉ đất nước Việt Nam không sao mà toàn bộ ASEAN và châu Á này sao ô, họ sẽ ô nhờ được cái ao bế tích đa sao mà họ được chữa lành cho nhờ qua họ thánh Mercy God cầu sao nhờ qua ô cái đó gọi là cái sự tin lành nước trời sẽ được đại tràn cho đó những cái người tất cả những cái dân tộc cho tất cả những cái lấy cái sự ơn sốc này sẽ cũng được cứu lấy chính mình, sẽ cứu lấy dân tộc của mình, sẽ ôn cả ngày rất nhiều sợ còn cầu nguyện sao để đầu sự phán xét của ngài sẽ đến trên Hoa Kỳ, sao cảm ngài rất nhiều vì ngài đang sử dụng cầu sẽ làm cuộc cách mạng ở Hoa Kỳ sao, và cũng tin chắc là sẽ cuộc cách mạng này sẽ làm xáo trộn hay sao tất cả những cái hội thánh ở Hoa Kỳ sẽ để họ thật sự những con người cha con biết cho ở Hoa Kỳ còn rất nhiều những con người yêu mến Chúa, sao cái thế hệ mà những con người mà khát khao mong muốn sao để biến đổi cho thế hệ những con người mà biết gọi là về việc mà sử dụng gọi là họ biết gọi là để cho tin lành hóa tất cả các lĩnh vực trong xã hội sao, họ sẽ nghe họ sẽ hiểu sao và họ chấp nhận họ giống tin lành nước trời sao, để họ giống tin lành nước trời sao gieo ra trong những đệ mạnh đất tốt cho những con người mà yêu mến lẽ thật của ngài sao, để đầu nhờ vào đó mà nước trời được lau giảng là khắp đất nước Hoa Kỳ này sao, cầu nguyện rồi tất cả những cái tổng thống sắp tới cho những người nào sao mà bảo vệ những người nào mà hiểu biết về tiên là nước trời, cho những người nào mà bảo vệ Urina, cho những người nào mà hiểu biết về chương trình của Đức Chúa Trời trên Urina sao thì họ được Chúa chọn sao, con nguyện rồi ngài gọi là ngài chẳng thấy tất cả những cái người nào sao mà không có làm vinh hiển danh ngài sao, không quan tâm tới dân của ngài sao, không quan tâm tới công việc của ngài sao sẽ bị chặn hay sao, để rồi ngài sẽ dựng lên những cái người mà thật sự gọi là có lợi cho vương quốc nước trời, cho có lợi cho công việc của Chúa.
Chúa sẽ có lợi cho cái sự phấn hưng phục hưng ở đất nước Hoa Kỳ sao nhờ vào đó mà ồ, chúng con sợ thánh con cũng được hưởng cho để đầu chúng con tung gọi là mở rộng ô sự ảnh hưởng của mình ra cho trên khắp Hoa Kỳ sao để đầu cái nền thần học nước trời cũng còn sao làm cuộc cách mạng mới xong câu phá đổ gọi là cái đền thờ cũ sao để xây đền thờ mới trong 3 ngày mà Chúa mong muốn sao ôn cảm ngài rất nhiều sao ô con cảm ngài sao cầu nguyện cho Israel sao ô Israel sao là anh cả ông câu sao nhờ vào họ sao mà chúng con nhận thấy được gọi là những cái bài học quý báu sao ô chúng con thấy được những sự phẫn loạn sao chúng con thấy được những cái sự gọi là ngu dại của những cái những người mà không nhận biết được ô mối quan hệ cha con sao không nhận biết được cái sự tôn trọng những thế hệ gọi là những cái người dạy dỗ mình cho những người thầy người cha mình sao và họ đã bị chuốc xả như thế nào sao con nhìn ra được bài học đó sao thế là chúng con biết sao chúng con phải tôn trọng những ô những con người đã gọi là nhờ những con người đó sao nhờ Israel sao mà chúng con nhận được ô Chúa Jesus cho nhờ Israel nhưng mà chúng con nhận được tin lành nước trời sao đây là chúng con cầu nguyện chúc phước cho Israel sao con không có bỏ nguồn cội của mình sao vì chúng con là Israel thuộc linh Chúa ngài sao chúng con là những người mà sẽ cứu lấy Israel của Ngài sao khi mà tin lành nước trời đã giáng khắp đất khi mà sự cuối cùng khi mà số người ngồi được cứu đủ sao thì chúng con sẽ cứu lấy dân Israel sao và khi đó cho dân Israel sẽ là những người mà ô hạt giống đầu mùa ở trong vương quốc ngàn năm cho họ sẽ là những người mà ô bày tỏ về cái việc mà sự ngàn năm sẽ đến sao để đầu tất cả những cái dân mà tất cả những người mà còn sống lại sao thì còn họ còn nhìn thấy được cơ hội để được vào trong ngàn năm sao để đầu ít nhất là họ được ô cứu sao được giải thoát sao ra khỏi cái ngày đại nạn đó sao ô và dân Israel sẽ là những người đi đầu sao để đầu họ biết cách chơi để làm sao dẫn ô dân ngọ dẫn những người còn lại sao ô dẫn Israel nữa sao để đầu vào trong ngàn năm sao để được hưởng đến để đầu con cháu của họ sẽ hướng đến 1.000 năm bình an sao và được có cơ hội sao để làm việc với đời sống của mình sao để thoát ra khỏi cái sự phán xét của Chúa trong ngày cuối cùng sao trong cái ngày mà 1.000 năm đi qua sao ô con cảm ngài rất nhiều sao ô con dân tất cả anh chị em con sao ngài sao để rồi chúng con sao những con người mà được ngài đào tạo sẽ là con người mà ngồi trên ngôi sao và có quyền xác đoán sao là những người đó sẽ cùng với Chúa trị vì cảm ơn rất nhiều sao con dân tất cả anh chị em con sao ngài cùng con cầu Amen. nguyện danh Đức Chúa Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Hallelujah. Vì danh của Chúa được thể hiện trên Israel. Israel là dân của Ngài, Chúa ô dân Israel thuộc linh và dân tuyển của Ngài, dân mặc là con người đàn ác, tất cả những người hại Israel thuộc linh của Ngài, họ đều phải ngã Chúa xử lý trước Israel của núi Thánh Chúa. Con cảm tạ Chúa. Quay nào Chúa ô là cái đất nước mà Chúa đang chọn dùng để phỉ phá những công việc gian ác, Ngài muốn làm sạch Chúa ạ. Hội thánh của Ngài Chúa ạ, nên Ngài đã dùng đất nước Ukraine để đánh tan đi tất cả những cái hội thánh đánh tan đi một cái đất nước gian ác độc tài phát xít Chúa ạ, để bày tỏ tin lành nước trời cho đất nước Nga Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài Chúa và chúng con cầu nguyện Chúa cho Ukraine sẽ làm việc cho Ngài Chúa, con cầu nguyện Chúa tất cả những tài quân sự Chúa của đất nước mà tiếp tay cho sự gian ác của cộng sản Chúa phải bị hủy diệt hết Chúa. Hallelujah. Các nước độc tài cộng sản nào mà nghịch lại với hội thánh của Ngài, con cầu nguyện hủy phá hết Chúa. Tất cả những kẻ nào mà cả tin lành của Chúa đều bị phải bị chà đạp, phải bị sau đây phải bị hủy nát hết, vì Chúa muốn dùng chúng hội thánh của Ngài chính là chúng con đây để chúng con cùng với Ngài Chúa để thực hiện công việc của Chúa. Chúng con yêu mến Ngài Chúa. Hallelujah. Chúng con cầu nguyện Chúa cho đất nước nào mà họ cung cấp
tài chính cung cấp tất cả những vật thực, cung cấp tất cả những cái vũ khí cho công việc của ngài thì tốt lành hết Chúa ạ. Và con cầu nguyện Chúa ơi, đất nước Ukraine nhận được gói viện trợ từ đất nước Mỹ Chúa ạ, mà Chúa đang mong muốn cho đất nước Ukraine Chúa ạ. Và con cầu nguyện Chúa ơi, lời của Chúa được ứng nghiệm Chúa ạ. Ukraine sẽ là sự sáng cho muôn dân Chúa ạ. Chúng con cảm ơn ngài Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con, Chúa. Chúng con đã nhận đầu phục Ngài và nhận lấy những bài học của Ngài tại đất nước Ukraine, Chúa. Và chúng con cầu nguyện, Chúa, để khi Chúa đến thời kỳ, Chúa ơi, Ngài sẽ dùng chúng con để bày tỏ sự sáng cho Ngài, Chúa. Và chúng con đang bày tỏ sự sáng của chúng con mỗi ngày đây Chúa ạ, thì chúng con cầu nguyện Chúa ạ. Ôi, ôi, sự phán xét của Ngài cũng đến trên tất cả các hội thánh Việt Nam Chúa ạ, làm sạch các hội thánh Việt Nam Chúa ạ. Vì Chúa ơi, thì Ngài muốn cho hội thánh được được phấn hưng để được phục hưng lại đất nước dân tộc, chứ không chỉ gọi là đi 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 nói mấy câu lải nhải, mà Chúa muốn là con cái Ngài là phải phục hưng muôn vật để sự cuối cùng sẽ đến Chúa. Cảm ơn Ngài Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa, chúng con yêu mến Ngài Chúa ơi, cho đất nước dân tộc của mình. Và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. Cảm tạ Amen, amen, Chúa. amen. Cảm Amen. tạ Chúa. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Mọi người Ngài. có ai nghe thấy không? Ôi Sơ Cà Đô Đô Sơ Đô 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 Cô Sơ. Amen, amen. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Amen. Ôi Sơ Cà Đô Cô Sơ Đô Đô Cô Sơ Đô Đô. Ô chưa chúng con cảm tạ người khen ngài vì tình yêu lớn là một Ngài dành cho chúng con, Ngài chọn chúng ở chúng con ý chính bình thường. Thánh trong dân Israel. Amen, amen, cảm tạ Chúa. Cha dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài, Ngài đã dựng nên chúng con và Ngài đã có bản thiết kế cho chúng con trong Đấng Christ Jesus con yêu dấu của Ngài từ trước muôn đời rồi. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, Ngài đã trao cho chúng con cực công nghệ sáng tạo ra của con người mới. Chính Chúa Jesus đã là mẫu gương cho chúng con, Ngài thì đã làm thành những công việc của chương trình của Chúa Cha ở trên đời sống của chúng con đây và những con người mà Chúa đã yêu thương chọn lựa để trở nên một con người mới, Adam thứ hai mặc lấy chính Ngài. Chúa, ô Chúa, chúng con cảm tạ Chúa trong hội thánh sự thương xót của Ngài đây, Ngài đã nhúng chìm chúng con trong tin mừng vương quốc của Ngài. Và chúng con được học, được tiếp nhận biết bao nhiêu những mầu nhiệm cao quý của Ngài. Ngài còn mong muốn chúng con qua chúng con để phân phát lẽ mầu nhiệm của Ngài nữa Chúa ạ, để cho dân của Ngài Chúa ơi, Ngài đang đào tạo những chiến sĩ đặc nhiệm trong đạo binh của Ngài ngày sau rốt này, và đó là những con người sáng tạo nên lịch sử cai trị cùng với Ngài ngay đời này trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời nữa Chúa ạ. Ô là những chi thể yêu thương nhất của Ngài, chi thể mà Ngài đã chọn lựa để trở thành nàng dâu của Ngài Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, Ngài đang đào tạo chúng con và đào tạo của dân của Ngài qua chúng con, Ngài đào tạo dân của Ngài để trở nên những con người thì nhìn thấy được cái nhu cầu khao khát của Chúa ở trên đời sống dân của Ngài Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa, Chúa đã cho chúng con những chương trình để lập trình cho đời này và đời sau nữa Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con nhìn thấy được sự gian ác của cộng sản độc tài phát xít ở Nga, ở Trung Quốc, Việt Nam. Ô Chúa ơi, còn những cộng sản đổi màu nữa Chúa ạ, nó đang hoành hành ở trong dân của Ngài Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa.
để cho đời sống của chúng con nhìn thấy được cái nhìn của Ngài yêu, điều Chúa yêu ghét, điều Chúa ghét, Chúa ạ, chúng con ghét đều sự gian ác. Và trong danh của Chúa Giêsu, lửa của Ngài đã quăng xuống rồi, và sự công bình của Ngài đã làm thành ở trong chúng con, và Ngài còn dùng chúng con là sự, Ngài gọi chúng con là sự công bình của Ngài nữa, Chúa ạ. Trong danh của Ngài, tôi công bố hết lửa của Ngài để đốt cháy hết tất cả những sự gian ác ra khỏi dân tộc Việt Nam của chúng ta, ra khỏi dân Israel thuộc thể. Và giờ đây qua cuộc chiến của Ukraine, Chúa làm cho dân của Ngài thức tỉnh lên, nhìn thấy được ý muốn của Ngài trong trận chiến của chiến tranh của Ukraine cũng như của bên Do Thái hiện nay, Chúa ạ. Chúa thức tỉnh dân của Ngài, Chúa ơi, và để dân của Ngài có nhìn thấy được khao khát mong muốn của Ngài, để có trách nhiệm và thực hiện ý muốn của Ngài vào sau thời kỳ cuối cùng này, Chúa ạ. Sau khi Chúa dẹp hết tất cả những tàn tích của cộng sản, những sự gian ác, thì chính con cái của Ngài, chính hội thánh của Ngài phải tiếp quản những công việc này, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, bánh của Ngài, thức ăn của Ngài, thức ăn thánh của Ngài ở trong trường thần học này đang cũng phân phát ra để con cái của Ngài tiếp nhận, để lấy được tin lành vương quốc của Ngài được rải ra khắp đất. Các hội thánh, các dân của Chúa được tỉnh thức, Chúa ơi, được phấn hưng ở trong lòng để hiệp một lại, để dẫn đến một cuộc hưng phục hưng lớn và vĩ đại cho Ngài mà Ngài đang mong muốn, Chúa. Ô, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con, tín nhiệm chúng con để ban phát những thức ăn cho chúng con nhận biết Chúa thật là vĩ đại dường bao, nhận biết bản thân mình mà Chúa đang mong muốn chúng con trở nên giống Ngài, mà nhận biết được cái bản thiết kế từ sáng thế mà Chúa đã dành cho chúng con, Chúa ạ. Và Chúa cũng khao khát cho dân của Ngài, cho con cái của Ngài để nhận biết điều này, nhận biết được cơ nghiệp của mình và nhận biết được quyền phép tối thượng để đoạt cái cơ nghiệp đó, Chúa ơi, và khuất phục cơ nghiệp đó dưới chân của Ngài. Ô Chúa ơi, vì cả Đông Nam Á đó là cơ nghiệp của chúng con, Chúa ạ, và các dân các nước là cơ nghiệp của chúng con, là cơ nghiệp của các hội thánh, là cơ nghiệp của dân của Ngài nữa, Chúa ạ. Và khi được những cơ nghiệp dân nước thì chính Chúa là cơ nghiệp của hội thánh trước đã, Chúa ơi. Và hiện nay biết bao nhiêu những con người đang chìm đắm trong cái cơ nghiệp rẻ tiền, bèo bọt của thế gian này mà quên mất đi cái ý muốn khao khát của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa, mỗi ngày đây Ngài đang rèn luyện, huấn luyện chúng con qua những thử thách để cho chúng con có một đời sống tâm linh mạnh mẽ, kết nối với Ngài, nhận biết ý muốn của Ngài, để nhân cách của chúng con giống Ngài ngày càng hơn nữa, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, tất cả những chuyên môn mà Ngài thì đào tạo cho dân của Ngài, chúng con sẽ dùng lợi cái chuyên môn đó để bày tỏ tin lành vương quốc của Ngài, bày tỏ giá trị của Ngài, bày tỏ chính Ngài ra tất cả những cái lĩnh vực mà Ngài đang khao khát mong muốn đây, Chúa ạ. Để chúng con biết quản trị nữa, quản trị cái tấm lòng của chúng con, quản trị những tài nguyên, tài sản mà Ngài cho chúng con, để quản trị theo cách của Ngài và lãnh đạo tể trị theo cách của Ngài. Chúa Amen. ơi, Chúa thật tuyệt vời khi Ngài dạy dỗ cho chúng con, để cho chúng con đi theo đường lối của Ngài, chúng con không phí phạm thời gian nữa, Chúa ạ. Để những cái năm tháng thời gian mà chúng con đã từng phí phạm rồi, và Ngài đã có chương trình kế hoạch cho chúng con để lấy lại những năm tháng đã mất, để thực hiện ý muốn của Ngài một cách trọn vẹn trong Ngài, Chúa ơi. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, nguyện thần của Ngài đổ đầy dẫy trên chúng con, trên người cha thuộc linh của chúng con, trên hội thánh của Ngài, Chúa ạ. Và chúng con cảm tạ Chúa, Chúa đang còn để dành 7.000 người nam chưa hề quỳ gối trước thần Ba Anh, và biết bao nhiêu những lãnh đạo đang khao khát mà thực hiện ý muốn của Ngài đây, Chúa đang họ đã trải qua biết bao nhiêu những năm tháng mà sóng gió vất vả để mà chờ đợi thực hiện ý muốn của Ngài, và chúng con tin chắc rằng chúng con sẽ hiệp một và họ cũng hiệp một với chúng con để thực thi những cái công việc mà Ngài vì mong muốn, để cho ngày chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu chàng rể của chúng con trở lại. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Lạy Thiên Chúa tôi yêu. Chúa ơi, chúng ta ơn Chúa thật nhiều vì Ngài dùng chúng con như búa và khí giới đánh ra trong tay của Chúa để phá tan các dân và diệt các nước, phá tan ngựa và kẻ cưỡi ngựa, xe và kẻ cưỡi xe, phá tan đàn đông đàn bà già và trẻ, phá tan trai trẻ gái đồng trinh, phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cày ruộng và đôi bò nó, phá tan các quan cai trị và các quan đề hình. Nhưng trước mặt chúng con, Ngài báo trả cho Babylon và mọi dân canh đê phạm điều ác chi mà chúng nó đã làm tại siêu của Ngài. Hallelujah. Lạy Thiên Chúa, lại kính xuống lời cầu nguyện phẫu thuật chúng con chính xác, Chúa ạ. Đập tan tất thảy mọi đồ đi thuộc linh, mọi bức màn che phủ dối trá của tất thảy các
mục sư giả dối, các nhà lãnh đạo giả dối. Ô, trước khi ô xử lý thế gian này, Chúa, thì chúng con ô được theo lệnh của Ngài xử lý nhà của Ngài, phải phá cái đền thờ cũ đi để dựng đền thờ mới. Ô, để đền thờ mới đó Ngài mới ngự ở đó, đền thờ đó Ngài mới ô bày tỏ sự vinh hiển Ngài, đền thờ mới đó ô lại Adam thứ hai đó ô thì Ngài mới bày tỏ được nước trời trong nơi đó, và qua đó mà nước trời khi này nước trời giảng nó gặp dân trong danh Chúa Giêsu. Và bởi lời cầu nguyện này chúng hủy phá hết tất thảy ô những đền thờ giả dối, đây vừa tan thành tất thảy mọi cái hội thánh giả dối, các lãnh đạo giả dối ở trên khắp thế gian này, ở các quốc gia Israel, Ukraine, Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Hoa, Eurasia, Canada, Đức, châu Âu, Thái Lan, cái nước mà chúng ta đang ở đây, Chúa ơi, Singapore, Eurasia, Canada, New Zealand, Eurasia, Canada, Orissa, Canada, tất cả các châu lục Âu, Á, Mỹ, Phi, Úc vốn là cơ nghiệp chúng con đó, chưa ạ? Vì con đập nát tan hết, tan tành hết, phá hết tất cả các đền thờ cũ đó để dựng cho ngài đền thờ mới, dựng đền thờ mới chuyện bằng công nghệ làm người, tìm nước trời, Orissa bởi cách mạng thần học mà ngài đang dùng chúng con đến cách mạnh mẽ nhân danh Chúa Giêsu, Orissa vì chúng con là kẻ làm theo mã lệnh này thì rất mạnh và không ai đứng nổi trước mặt chúng con, cho tất cả các tầng trời rung rinh là được lay động, mặt trời trăng tối tăm, các ngôi sao thô sự sáng trong danh Chúa Giêsu, đã ơn Chúa ô lịch sự phán xét khởi nhà Chúa Trời, và khi phải nhà Chúa Trời rồi cho thì kẻ công bình còn khó được lỗi, huống chi là kẻ phạm thượng, nói nghịch thánh thần, nói nghịch với Chúa Trời thì số phận ra sao. Thì bây giờ chúng con cầu nguyện tiếp được hủy phá tất thảy cái phần còn sót lại của cái đền thờ cũ đó trong danh Chúa Jesus, tất thảy đền thờ giáo điều đó, tất thảy cái đời sống bệnh hoạn dâm loạn của các mục sư giáo sư tiến sĩ thần học, giáo sư thần học, tiến sĩ mục vụ giả dối đó trong danh Chúa Jesus, Akanda Barak, tước hết các thầy áo tế lễ của họ để làm họ bị hổ nhục của nước nha, để họ bị nhục nhã trước mặt thế giới, Shakadabaraza để họ bị lột hết ra tất thảy cái trò chiêu trò lừa dối con chiên, lừa dối hội thánh của họ trong tên Chúa Giêsu, Shakadabaraza tất cả điều gì họ làm trong bóng tối bị lôi hết ra trong sự sáng của Chúa Trời, Chúa ơi, và chúng con cũng là sự sáng cho dân ngoại, sự sáng Rasakadabar của Chúa Trời cho thế gian này, và khiến bùng lên và soi sáng tất cả sự tối tăm của những kẻ gian ác lấp trong các giáo hội, lấp trong các nhà thờ đó nhân tên Chúa Giêsu. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Đây đây chúng con làm sự phán xét của Chúa Trời, Chúa ạ, và thi hành án trên các chế độ cộng sản phát xít trên khắp thế giới, Shakadabarabudu trên Brazil do Thái giáo, Shakadabarabudu trên Israel, Shakadabarabudu sạch tất thảy sự tôn giáo trong đó quỷ tôn giáo và tất thảy các giáo hội tôn giáo đập nát hết trong danh Chúa Giêsu, Shakadabarabudu chúng con làm sạch nhà nước nhà nước Israel, Shakadabarabudu Sokoraba Chúa ơi, chúng con hiểu rằng nhà nước Israel sẽ thay đổi khi chúng con giảm tin hành vương quốc của Chúa Trời thôi, khi chúng con cứu đủ số dân ngoại và trong nước của Ngài, ôi thì tin lành nước trời này sẽ được giao đến Israel, Chúa ơi, Shakadabara, chúng con cầu nguyện cho Ukraine là cái nôi của tình vương quốc của Ngài mà Ngài dùng ngày sắp ngày cuối của Ngài, Hallelujah, Shakadabara để bày tỏ vinh hiển Chúa ra khắp đất trong mọi lĩnh vực nhân thành Chúa Christ, Shakadabara của Ukraine đã phạm tội với Chúa khi chối bỏ tin lành nước trời và cuộc chiến tranh như là điều mà Chúa âm cậy miệng chúng con để nói tiên tri ra. Và đây Ukraine 3 ngày 3 đêm trong bụng cá, ô và nguyện năm thứ ba này là năm mà Ukraine được nhả ra, năm Ukraine được nhả ra bụng cá để đi giao giảng tin mừng vương quốc Chúa Trời, để ăn năn trong danh Chúa Giêsu, Shakadabarabudu, ô nguyện tất thảy mọi sự cao tu thang tóc ô giáng trên hội thánh tại Ukraine để họ nhìn điều đó mà ăn năn đau đớn về cái chuyện họ đã chối bỏ tin lành nước trời thế nào, để họ ô được quay trở lại với tin lành nước trời và được Chúa bắt con cá về nhả ra và đi giao giảng tin mừng vương quốc của Ngài nhân danh Chúa Christ. Hallelujah. Vân công bố sự hủy diệt Đức Chúa Trời đến trên bộ máy chiến tranh cộng sít Nga, đến trên chế độ nhà nước phản động cộng sản Việt Nam, đến trên chế độ Trung Hoa Shakadabara Trung Cộng đã bị đập diệt hết trong danh Chúa Giêsu, vì trời diệt Trung Cộng, đất diệt Trung Cộng, chưa đất Hán được ra nốt sạch hết tất thảy những kẻ dối trá, những kẻ lãnh đạo gian ác của Trung Hoa, của Việt Nam, Shakadabarazakadu của Nga nhân danh Jesus Christ, và trong cuộc chiến Ukraine Nga này, cho chúng tôi đặc biệt chúc phước cho chính phủ, cho quân đội, nhân dân Ukraine sẽ để đứng vững trong thử thách này, để chờ được đến khi tin lành vương quốc của Chúa được phát ra, được nhắc lại cho họ, để họ ăn năn quay trở lại với Chúa Trời để thi hành án phạt, Chúa ơi, để lời Chúa được ứng nghiệm như chúng con vừa đọc, Chúa ơi, trong sách Ê-xêm 39, người ta mất 7 năm để chôn vùi các khí tài quân sự của Nga và đồng minh, người ta mất 7 tháng để làm sạch đất nước Ukraine ra khỏi các tử sĩ của Nga và đồng minh trong tay Chúa Christ, nên cầu nguyện chúc phước cho quân dân Ukraine, ô trụ vững cho tất cả cuộc chiến
lại cái mặt trận phía bắc, phía đông bắc, phía đông, phía nam trong giành chiến Switch Akanda bắt đầu viện tất cả các đạo binh tinh nhuệ của quân Nga, quân tập hợp chúng nó bị rơi hết xuống hố của chúng nó đào, viện tất cả các bom ngu bom khôn của chúng Akanda đều rơi trúng đầu nó trong giành chiến Switch, viện tất cả các cơ quan hàng không vũ trụ của Nga bị tiêu diệt, Akanda tất cả các phi đội giỏi nhất, các phi công giỏi nhất được diệt trong danh thứ su Akanabaru, bom chúng nó tự rơi các đầu chúng nó, nguyện tất dày các cựu các đơn vị hải quân lục quân không quân của Nga đều nát tan thành trong danh thứ su Akanabaru, tất các máy móc khí tài quân sự của Nga, đơn vị pháo binh tên lửa của Nga, tăng thiết giáp của Nga Akanabaru đều diệt trong danh thứ su, tất cả cơ sở lọc dầu của Nga đều bị hủy diệt, tất cả nhà máy lọc dầu của Nga đều hủy diệt, tất cả đường huyết mạch của Nga, toàn bộ nền kinh tế Nga đánh sập hết trong danh thứ su Akanabaru, triệt hạ hết tất cả các cách thức mà luồn lách cấm vận của Nga nhân danh chủ Switch, và tất cả đồng minh của Nga là Iran, đồng minh của Nga là Trung Cộng, đồng minh của Nga nước sau đó là Việt Cộng đó cũng bị hủy diệt trong danh chủ Switch Akanda Baraza, cho tạ ơn Chúa vì sự hủy diệt chuyển đến trên chế độ cộng sản Việt Nam. Toàn cảm tạ ơn Chúa Orasa Karabiru này là làm cuộc đoán định của Ngài Chúa ơi, gươm ra đúng trên trời rồi nó xuống trên cái dân mà Ngài làm sự vừa giảm sự đoán định cho ạ, chúng đòi linh hồn của tất cả những người ngáo đá cộng sản, ngáo đá phát xít, ngáo đá tôn giáo trong dân Chúa Giêsu chốn yêu họ cho ạ, vì họ vốn là cơ nghiệp chúng con. Hallelujah Sakadabarasa Enjudukurusabablim hay là mở qua cuộc chiến Nga U này chú ạ, ô Chúa làm dung chuyển tất cả cái chế độ cộng sản phát xít trong danh Chúa Giêsu, ô ra sa can đa ba ra sa can chế độ, ô các trại súc vật Hồi giáo, ô cộng sản đều bị đập sập hết để giải phóng người dân khỏi ra khỏi cái trại súc vật đó trong danh Chúa Giêsu, a can đa ba du di ba ra sa bi, ô ra sa sự sụp đổ của chế độ Putin, ô Putin, ô cứ nhắc nhở đi và Putin sẽ sụp hết, ô ra sự hỗn loạn cực điểm trong hàng ngũ Babylon, chúng ta tự diệt nhau, tự hại nhau trong danh Chúa Giêsu. Ở tại Trung Hoa chúng tự hại nhau, tự giết nhau. Ô tại Việt Nam chúng tự hại nhau, tự giết nhau. Chúng Trung Quốc sức dầu cho Jehu làm đảo chính, lật đổ tất cả các nhà nước cầm quyền phản động cộng sản, phát xít, Hồi giáo đó trong danh Chúa Giêsu. Chúng sức dầu cho Elise, Orasa Kada để làm ra sự đoán định giữa các dân Chúa trong danh Chúa Giêsu. Chúng sức dầu cho Hasachi, Hasari, Orasa Kada để mà việc cái dân mà gọi là danh chủ xưng là danh Chúa đó nhưng mà phản loạn, là cái dân mà chỉ thờ phụng Chúa bằng môi miệng thôi nhưng mà lòng nó cách xa Chúa, cái dân của nhà Ahab và Jezebel đó, cái dân mà phản loạn nổi loạn đó, cái dân phản nghịch đó trong danh Chúa Jesus, chúng công bố ngày lớn Kitrem đã bắt đầu rồi, ngày lớn Kitrem đến trên Ukraine, đến trên Israel, đến trên Việt Nam, đến trên Hoa Kỳ, đến trên Trung Hoa, đến trên Bạch Nga, đến trên Iran, ngày lớn Kitrem Shakada, đến trên Đức, đến trên Pháp, đến trên Orasa Kada Úc, đến trên Canada, Oradabara, đến trên Thái Lan, đến trên Singapore, Orasa Kada, đến trên Brunei, đến trên Indonesia, Malaysia, Philippines, Shakada Barabudu, đến trên Ấn Độ, đến trên Nhật Bản, đến trên Triều Tiên, đến trên Hàn Quốc, Shakada Barabudu, đến trên Đài Loan, Orasa ngày lớn Kiren, Shakada Barabudu, đến trên Mexico, ngày lớn Kiren, đến trên Ba Lan, đến trên Tiệp Khắc, đến trên tất cả các EU, Orasa ngày lớn Kiren, đến trên Orasa Kanabandaju, tất cả các nước G7, G20, Shakada Kanabandaju, ngày lớn Kiren, đến trên tất cả các khối liên minh quân sự, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng, ngày lớn Kiren, đến trên tất cả các tổ chức hội đoàn đó trong danh Chúa Jesus, chúng ta ơn Chúa. Đức Giêsu con này báo thù, con làm báo trả vì có sư hồn cho. Bọn chúng ta nhóm lại những bó lúa đến nơi sẽ đặt lúa, vì vậy con trỗi dậy vì Ngài làm sự cho như sắc vững, cho như đồng cho. Con trỗi dậy dày đạp tất thảy các tập đoàn Babylon, dày đạp tất thảy liên minh Babylon đó để bóc linh hồn họ về trên trời, thân thể họ bị hủy hoại cho, nhưng linh hồn họ được cứu trong ngày phán xét khủng khiếp của Chúa Trời. Cha ơi, nhân danh Chúa Jesus, Shakada Badasaka Julebira, chúng ta ơn Chúa. Vì dân Việt Nam được cứu, dân Nga được cứu, dân Ukraine được cứu, dân Israel được cứu chưa? Tạ ơn Chúa, họ trở thành dân thánh Chúa Trời chưa? Một dân tái sinh và tiến hành vương quốc Chúa Trời. Chúa nhìn thấy Orasa các vua thế gian đó là con trai con gái của con. Chúa nhìn thấy các giáo hoàng thượng vụ tiên tri sứ đồ thầy giảng giáo sư mục sư lãnh đạo tất cả các giáo hội lãnh đạo các hệ phái giáo phái đó là các con trai con gái của chúng con chưa? Chúa sùng đi
lành của Chúa Trời và sanh họ ra trong đấng Christ. Chúng ta ơn Chúa vì các con trai con gái chúng con ô đến thật đông chưa, họ đi từ nơi xa về cùng bạc vàng họ chúng ạ, trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng con ngước mắt lên nhìn thấy ô họ từ nơi xa và mang về, ô rasta kandabara những vinh hiển của Chúa Trời, ô các cửa chúng con mở ngày đêm đều không đóng để người ta đem ô các của báu các nước về và đưa các vua lên phu tù, vì dân một nước nào chẳng thần phục chúng con sẽ diệt vong, những nước đó sẽ hoang vu cả, tất cả cây tùng cây bách cây hoàng dương được vinh hiển Liban. Ô những chủ cột ở trong thế gian này, những người nổi tiếng ô ra trong thế gian này, những vua trong lĩnh vực trong thế gian này để cùng nhau đến làm cha hoàng đức thánh của ngài, cha hoàng trong dòng thầy sự thương xót thiên chúa của đức chúa trời chưa, vì ngài làm cho chân và vinh hiển chưa. Hallelujah sa kadabara buduriyuruso, kẻ rất nhỏ trong chúng con trong ngàn kẻ hèn yếu chẳng rất mạnh, ngài đức chúa trời chúng con làm sự sốt sáng đó ô trong kỳ này của nó chưa. Chúng ta ơn Chúa, ta ơn Chúa từ bao lớn đức giờ đã phát ra, nó phát lên trên đầu kẻ dữ và sự nóng giận của ngài, từ thạnh nộ của ngài chẳng trở về khi ngài làm chọn ý tưởng và toàn định trong lòng ngài, và trong cái sáu đốt này chúng con hiểu điều đó chưa. Ô ra sa kara, chúng ta ơn Chúa ô vì sự thạnh nộ của Chúa Trời giáng không ngừng nghỉ cho trên tất cả các con không phương phục, chúng con giáng không ngừng nghỉ trên tất cả các hệ thống đoàn thể Babylon, giáng không ngừng nghỉ trên nhà của nó, trên giường ngủ của nó, trong danh Chúa Jesus đánh giết hết tất cả con nhỏ của nó, các đầu lòng nó bị giết hết trong danh Chúa Jesus. Ô ra sa kara và cứu, ô giải cứu linh hồn ở trong tù của Babylon ra chưa, ô và cứu nó, cứu họ trong khi thành vương quốc của Chúa Trời. Ô Chúa mang thai về các quốc gia các dân tộc, Chúa mang thai về các chế độ, ô Chúa mang thai ô về các lĩnh vực xã hội cho họ, và Chúa đau đớn mà sinh ở họ ra trong danh Chúa Giêsu. Con cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen ngài, Chúa chúc lành đặc biệt cho Hoa Kỳ, cho Urasaka, cho kỳ bầu cử sắp tới, để loại tất cả ứng viên tổng thống nào mà xa lá ra khỏi từ đằng xa trong danh Chúa Giêsu, để Urasaka bằng tất thảy một cách siêu nhiên nó tự nhiên, ô để ngăn chặn tất thảy những ứng viên tổng thống gian đó được động tới ghế tổng thống Hoa Kỳ ô nhiệm kỳ sắp tới. Chúng ta ơn ngài thật nhiều cho ạ, chúng chúc lành cho đất nước Hoa Kỳ, chúc lành cho 50 tiểu bang Hoa Kỳ, chúc lành cho hội thánh cho Hoa Kỳ. Urasakatabarudurusakadaba, để mà tiếp nhận cái hành vương quốc trời qua từ chúng con đây cho ạ. Hallelujah, ngợi khen Chúa, chúa yêu ngài, chúa yêu nhau, chúa yêu các dân tộc các quốc gia, vì họ là cơ nghiệp chúng con, chúa tiếp một cầu nguyện nhân lên chúa cha chúa con chúa thánh thần. Amen. Tự nhiên chúa chúc lành các mục sư, các hội thánh, các chị em đang làm công cụ nguyện được thì nghe thôi Rồi, nhá. dạ vâng. Rồi, tạ ơn Chúa.